Xin trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh. Trân trọng kính chào quý vị là những tín hữu ở những Hội Thánh khác đến tham dự trong chương trình sáng hôm nay. Cũng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em, các em sinh viên, học sinh đi học, đi làm ở xa đã về họp mặt với gia đình và hiện diện trong buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho chúng ta hết thảy. Hội Thánh muốn dành sáng mùng 1 để quý con cái của Chúa được ca ngợi Chúa. Vì Hội Thánh Phan Thiết là có cái truyền thống là ca hát và rất là thích ca hát. Cho nên có nhiều người thì được ca hát sáng hôm nay lên 3-4 lần để tôn vinh Chúa. Và quý vị biết khu vực nào là đông nhất không? Quý vị thấy khu vực nào là đông nhất? Và khu vực 3 là khu vực đông nhất. Chúng tôi đã cắt phường Xuân An tăng cường cho khu vực 3. Thì khu vực 3 là đông nhất và hát hay nhất. Đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa về khu vực 3. Nhưng mà nhóm tuần hoàn thì là ít nhất. Cho nên chúng ta phải cố gắng để năm mới chúng ta trung tín trong vấn đề nhóm tuần hoàn ở các khu vực. Và như vậy là phước rồi. Được ca ngợi tôn vinh Chúa là phước. Buổi sáng nay chúng ta suy gẫm đề tài chỉ một chữ mà thôi là phước. Phước là điều ai cũng thích và mong ước. Đầu năm thì người ta thường chúc phước cho nhau, chúc phúc cho nhau. Nhưng như thế nào là phước thì cũng có những cái quan điểm khác nhau. Và cách nào để được phước thì cũng khác nhau nữa. Hôm nay nhân Chúa Nhật đầu năm mới âm lịch, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 đến câu 6 trong đề tài là phước và câu gốc ở trong câu 1 và câu 2. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Phước ở đời và phước trong Chúa khác nhau như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta xem quan điểm về phước ở đời như thế nào. Phước ở đời, ý nghĩa của chữ phúc hay là chữ phước trong tiếng Hán. Chúng ta thấy cái chữ phước ở trong tiếng Hán nó có 4 cái bộ để ghép lại. Ở trong cái phương pháp chiết tự ở trong tiếng Hán thì cái chữ phúc nó được cấu tạo bởi 4 phần cụ thể như sau. Phần thứ nhất là bộ thủ hay là bộ thị ở bên trái của chữ phúc. Đó mang ý nghĩa là sự cầu thị, với ý nghĩa là thể hiện sự khao khát, mong cầu của con người về một cái điều gì đó. Phần thứ hai tiếp theo là bộ miên. Bộ miên tức là cái thanh ở trên cùng. Nghĩa là mái nhà, mái ấm, là nơi chứa đựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Bởi hạnh phúc là nơi bão bùng, dừng sau cánh cửa, có nhà, có mái ấm, đó là hạnh phúc của con người. Phần thứ ba nằm ở giữa là bộ khẩu, mang ý nghĩa đại diện cho nhân khẩu, là các thành viên ở trong gia đình. Bộ khẩu trong cấu tạo chữ phúc trong tiếng Hán là biểu thị cho cuộc sống vui vẻ, con đàn cháu đóng, nhiều thành viên vui vẻ quay quần bên nhau là cốt lõi của gia đình. Sáng nay chúng ta thấy đại gia đình của cô Nam đó, đó là khẩu. Phần thứ bốn cuối cùng đó là bộ điền. Bộ điền là đất đai, là ruộng vườn, chỉ về của cải vật chất. Đất đai là cốt lõi để người ta có thể phấn đấu phát triển để có được một cuộc sống sung túc ấm no, là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc. Như vậy chữ phúc là có sự cầu thị, có mái ấm gia đình, có con đàn cháu đóng và có ruộng vườn đầy đủ. Đó là chữ phúc theo quan niệm của người đời.
ở trong cái bộ ba ông tiên gọi là Tam Đa Phúc Lộc Thọ, mà chúng ta thấy người ta tạc ra ba cái ông tiên đó, thì ông Phúc thì bồng con, bồng cháu, tức là con đàn cháu đóng là Phúc. Ông Lộc thì cầm những cái thỏi vàng, tức là giàu có. Và ông Thọ thì râu tóc bạc phơ, tức là sống lâu. Và người ta cũng chúc là Phúc Lộc Thọ cho những người mà người ta đến thăm viếng. Rồi có người thì chúc là Ngũ Phúc Lâm Môn, có nghĩa là năm thứ phước bước vô nhà là Phúc Lộc Thọ Khang Ninh. Phúc là con cái đông đúc, Lộc là giàu có sang trọng, Thọ là sống lâu, Khang là sức khỏe, và Ninh là bình an. Và tất cả những cái phước này nó chỉ nhắm vào phước vật chất mà thôi. Và để có phước ở đời thì con người phải cố công để tìm kiếm, phải cố gắng ăn hiền ở lành, làm công đức, phải kiên kỵ đủ thứ, phải cúng bái ông bà cha mẹ để phù hộ độ trì, phải lễ vật cho thằng này thánh kia để cầu danh, cầu lợi, cầu tình, vân vân. Những cái lời chúc phước hay là cầu phước chỉ là những lời chúc suông, những lời cầu suông, và là ước mơ không có cơ sở để có thể trở thành hiện thực. Thứ ba là phước ở trong Chúa. Phước ở trong Chúa. Phước ở trong Chúa là do Chúa ban cho, gồm có phước thuộc linh, Esai, Ephesio đoạn 1 câu 13, câu 3 đến 14. Tạ ơn Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, tạ ơn Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta các thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trong đó chúng ta được kêu gọi, được lựa chọn, được cứu chuộc, được làm con cái của Chúa, được ban Đức Thánh Linh, được dự phần kế nghiệp nước thiên đàng, vân vân. Chúng ta được biết Chúa mỗi ngày và sâu nhiệm ở trong Chúa, đó là những phước thuộc linh. Rồi chúng ta còn có phước thuộc thể là sự vui mừng, bình an, sự tiếp trợ Chúa cho đủ mọi sự cần dùng, Chúa ban cho sức khỏe, sự chữa lành, sự bảo vệ, gìn giữ và chăm sóc của Chúa. Như vậy, phước trong Chúa thì có cả phước thuộc linh và phước thuộc thể, còn phước ở đời thì chỉ có phước vật chất mà thôi. Để có phước ở đời thì người ta phải cố công tìm kiếm, nhưng để có phước trong Chúa thì đó là điều Chúa ban cho. Thứ tư là để có phước ở trong Chúa thì không sống theo tư dục của xác thịt. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Không theo mưu kế của kẻ dữ. Kẻ dữ ngày nay là những cái người làm những việc dữ, nói những lời dữ, có những âm mưu dữ, lừa đảo và tội ác. Năm 2022 gọi là năm lừa đảo trên mạng, rất là tinh vi, và đã lừa đảo hàng ngàn người và mất hết tiền bạc tài khoản của mình. Đó là một năm mà người ta nói rằng đỉnh điểm của sự lừa đảo bằng đỉnh cao. Rồi không đứng trong đường tội nhân, tức là không sống trong tội lỗi, không sống trong sự bất khiết. Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, là kẻ say sưa, là kẻ vô tín, là kẻ kiêu ngạo. Ngồi chung với họ thì sẽ nhiễm những cái thói hư tật xấu của họ. Người cơ đốc mình không kiêng kỵ điều gì hết, nhưng ở đây chúng ta phải kiêng kỵ gần những người có mưu kế của kẻ dữ, gần những người tội nhân, gần những kẻ nhạo báng. Chúng ta phải kiêng kỵ, chúng ta phải tránh xa, để chúng ta có thể được phước của Chúa. Sống và làm theo lời Chúa, câu thứ hai, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
vui vẻ về luật pháp của Chúa có nghĩa là ham thích, phấn khích mỗi ngày để học lời của Chúa. Chúng ta có chương trình bài học kinh thánh hàng ngày, tỉnh nguyện hàng ngày, và mỗi ngày chúng ta ham thích để lắng nghe lời của Chúa dạy dỗ, suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, và siêng năng để đọc, suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm. Giô-sê đoạn 1 câu thứ 8 là: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho ngươi được phước trong con đường mình và được may mắn. Lời Chúa hứa như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phước tâm linh và phước vật chất khi chúng ta không sống theo tư dục xác thịt mà sống và làm theo lời của Chúa. Phần thứ hai là kết cục của phước. Phước trong Chúa, câu thứ ba, câu thứ sáu: người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Và câu thứ sáu: Đức Giê-hô-va biết đường của người công bình. Như vậy, phước ở trong Chúa là dài lâu, là kết quả, bởi vì người ấy giống như cây mà trồng gần dòng nước, sẽ sanh bông trái theo thì tiết, lá nó không tàn héo và được thịnh vượng trong mọi sự, trong đời sống thuộc linh cũng như trong đời sống thuộc thể, có sức khỏe, có hậu tự đông đúc, có đời sống tinh kính, có sự thành đạt, có sự đầy đủ và có nhiều phước hạnh mà Chúa ban cho, như lời của Minh làm chứng mà chúng ta đã nghe. Chúa biết đường người công bình. Như vậy, đường người công bình tức là người sống công chính theo lời của Chúa thì Chúa biết và Chúa vùa giúp người ấy sẽ được thành đạt ở trong cuộc sống và sẽ được kết quả cho Chúa, sẽ dẫn dắt được nhiều người đến với Chúa qua đời sống của mình. Còn phước ở đời thì như thế nào? Là tạm thời và sẽ bị tiêu hủy mà thôi. Câu thứ 5, câu thứ 6, thứ 4: kẻ ác chẳng như vậy đâu, chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Tất cả những gì phước ở đời cho những người ở đời, những người không có Chúa thì cũng bị xem là kẻ ác. Những cái phước đó nó chỉ có giá trị tạm thời hoặc là ít giá trị, nó nhẹ như là rơm rác gió thổi bay đi. Mọi công trình trên đất rồi sẽ bị đốt cháy trong lửa trong ngày Chúa cứu thế Giêsu Christ tái lâm. Người không tin thờ Chúa, người tìm kiếm những phước đời này, người cầu danh, cầu lợi, cầu tình bởi những cái thần tượng tín ngưỡng của con người sẽ bị Chúa đoán xét. Họ không được vào trong hội người công bình là hội thánh của Chúa, rồi họ cũng sẽ bị diệt vong. Đôi khi con cái của Chúa chạnh lòng khi thấy rằng mình nghèo khổ, mình khó khăn, trong khi những người ở bên ngoài dường như họ giàu, rất là giàu có và sung sướng. Cái sự so sánh đó chúng ta chỉ thấy bằng đôi mắt xác thịt, nhưng mà họ là những người hư mất, đương chờ đợi để bước vào sự hình phạt đời đời. Tất cả những gì họ có chỉ là tạm thời mà thôi, còn chúng ta có ít, nhưng mà chúng ta giữ lòng trung tín với Chúa. Nếu Chúa cho chúng ta có nhiều, đôi khi kéo chúng ta xa Chúa chăng? Cho nên chúng ta có ít để chúng ta biết nhờ cậy Chúa mỗi ngày, giữ đức tin và chúng ta hướng đến tương lai là nơi thiên đàng phước hạnh, là cơ nghiệp đời đời Chúa dành cho chúng ta phước hơn nhiều lắm. Cho nên đừng so bì với những người thế gian, mà phải biết rằng mình đương có Chúa ở trong lòng, mình là người công chính và Chúa đương chuẩn bị cơ nghiệp đời đời cho chúng ta. Còn những người kia thì những sự thành công chỉ là tạm thời và hồ lửa đời đời đương chờ đợi họ mà thôi. Lời chúc phước của người đời chỉ là xã giao mà không thành sự thực.
Lời chúc phước của Cơ Đốc nhân sẽ có linh nghiệm khi chúng ta sống đúng như lời Chúa dạy. Mục sư đứng đây mỗi bữa nhóm thì chúc phước cho hội thánh, nhưng mà lời chúc phước này sẽ được linh nghiệm khi chúng ta sống đúng theo lời của Chúa. Phước ở đời do con người tìm kiếm thì tạm thời và ít giá trị. Phước thuộc linh, phước thuộc thể trong Chúa do Chúa ban cho, có giá trị đời này và có giá trị về đời sau. Cho nên xin Chúa ban ơn cho quý vị. Hội thánh mục sư sẽ đi thăm viếng các gia đình và sẽ có lời cầu nguyện chúc phước cho gia đình. Và nếu chúng ta sống đúng theo lời của Chúa, chúng ta sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá không tàn héo, và mọi sự chúng ta làm đều sẽ được thịnh vượng. Đó là lời Chúa đã phán. Như vậy, xin kính chúc quý ông bà, anh chị em một năm mới Quý Mão 2023 được dồi dào ơn sức Chúa ban cho, được sức khỏe, được bình an, niềm vui và sự tiếp trợ đầy đủ của Chúa, được sự chữa lành cùng sự thăng tiến trong đời sống tâm linh, trung tín yêu mến Chúa, phục vụ Chúa và kết quả cho Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm.